Đoạn phim này được ghi từ chương trình phóng sự truyền hình của Nhật Bản năm 1999 về loại nước kỳ diệu đã được Bộ Y tế Nhật công nhận là tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa. Phim này chỉ dùng để tham khảo. Nước chính là nguồn gốc của sự sống. 70% cơ thể con người do nước tạo nên. Mỗi ngày, con người cần hấp thu ít nhất 2 lít nước để duy trì sự trao đổi chất và tạo điều kiện cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động một cách liên tục. Nước là chất quan trọng để các phản ứng hóa học và sự trao đổi chất diễn ra không ngừng trong cơ thể. Nước gây ảnh hưởng bất ngờ đến cơ thể chúng ta. Nói cách khác, nó là nước kỳ diệu. Tính mạng của tôi đã được cứu sống. Tôi đã đi lại được và không còn phải dùng nạng nữa. Mạng sống của tôi đã được cứu kể từ khi tôi uống lại nước này. 70% cơ thể chúng ta là nước, và nước có nhiều điều bí ẩn vượt khỏi trí tưởng tượng của con người. Nước thần kỳ không chỉ tồn tại ở nước ngoài, mà nó còn có mặt ở xứ sở hoa anh đào thơ mộng. Mexico, vùng Trung Mỹ. Từ thủ đô Mexico City đi 300 km về hướng Bắc, có một thị trấn nhỏ tên là Tlacote. Ở đây, có một nguồn nước được mọi người cho là có chứa một năng lực thần kỳ. Thị trấn có dân số chỉ vài nghìn người, mà lại có cơ sở cung cấp nước khổng lồ. Loại nước được lấy từ giếng này có hiệu quả y học không thể tin được. Đã có nhiều người uống nước này và công nhận rằng nó tốt cho sức khỏe. Từ đó, tiếng đồn càng ngày càng lan ra. Sau đó, đã có đến 3 triệu người đến để được uống nước này. Con số đã lên đến 6 triệu người. Danh tiếng của loại nước này nhanh chóng lan sang châu Âu. Có ngày, đến 5.000 người đến xin nước và báo chí đã đăng tin về những dòng người rồng rắn xếp hàng chờ lấy nước. Em gái tôi bị bọ cạp núi trích, nọc độc lan đến thần kinh làm nó bị liệt, không thể nói chuyện được và cứ ngủ suốt. Thế nhưng từ khi bắt đầu cho uống lại nước này, nó đã dần dần hồi phục. Bây giờ thì nó đã có thể nói chuyện bình thường và có thể ra khỏi giường được rồi. Tôi đã luôn buồn rầu và lo âu về căn bệnh tiểu đường của mình, nên khi được uống lại nước này và bệnh tình thuyên giảm, tôi rất biết ơn trung tâm y tế đã giới thiệu lại nước thần kỳ này cho tôi. Trung tâm này đã lập hồ sơ theo dõi danh sách của tất cả những người đến đây uống nước. Họ ghi chép lại rất chi tiết tình trạng của bệnh nhân sau khi uống loại nước này, và những người trong trung tâm cũng đã tổ chức phân phát loại nước thần kỳ này cho nhiều người. Những người làm việc ở đây luôn cảm ơn thứ nước kỳ diệu này. Tôi bị ung thư tử cung. Nhờ uống loại nước này, một thời gian sau đi chụp hình lại thì không còn thấy tế bào ung thư nữa. Còn tôi bị ung thư bao tử. Bác sĩ nói có phẫu thuật cũng không hết bệnh. Nghe đồn có loại nước thần kỳ này và tôi nghĩ tại sao mình không thử, uống cũng chẳng hại gì. Nhưng sau 2 năm, kết quả thật ngạc nhiên, các tế bào ung thư đã biến mất. Điều gì đã khiến nguồn nước này có tác dụng chữa bệnh thần kỳ như thế? Thành phần của loại nước này cũng không khác thành phần của nước giếng, nhưng không hiểu tại sao lại có tác dụng như thế. Dưới tầng hầm của khách sạn này có nguồn nước thần kỳ. Người ta phát hiện ra nó nhờ một dịp tình cờ. Trước đây tôi không hề biết đến nguồn nước này. Tôi sử dụng một hầm mỏ đã bị ngưng khai thác cách đây 1 năm. Tôi dùng nó để ủ rượu vang và nhận thấy rằng rượu cất trong hầm này lên men rất nhanh. Thế lạ nên tôi tìm hiểu và phát hiện ra nguyên nhân chính. Đó là nhờ tác động của nước ngầm ở hầm này. Tôi đã quyết định uống thử loại nước đó và cảm nhận rằng nó có tác dụng tốt đối với cơ thể của mình. Hàng năm có đến 500.000 người đến từ khắp nơi trên thế giới, và nước được phân phát miễn phí cho họ. Ở dưới hang động, nơi nguồn nước chảy ra, người ta cho rằng chỉ cần con người ở đó cũng sẽ tốt cho cơ thể. Vì vậy, mọi người giữ im lặng và trầm mình trong không gian đó. Tôi bị tổn thương thần kinh lưng. Lúc trước có dùng nạng thì cũng chỉ đi được 100 mét là cùng. Tôi bắt đầu uống lại nước này. Nửa năm sau, tôi đã có thể bỏ nạng và đi lại được bình thường. Chồng tôi bị tổn thương thính giác, ổng lãng tai dữ lắm. Nhưng khi uống nước này, đến ngày thứ 17 thì ổng hết lãng tai luôn. Nước này được phân phát công bằng cho mọi người để mang về nhà uống. Số người hết bệnh trên thế giới này nhiều không đếm xuể. Tại sao? Tại sao nước này lại tốt cho cơ thể đến vậy?
người ta đã nhờ các cơ quan nghiên cứu ở các vùng đó, nhờ họ phân tích về thành phần, vi khuẩn và tìm hiểu xem lý do tại sao nước này lại tốt cho sức khỏe đến như vậy. Thế nhưng không tìm ra điều gì đặc biệt. Người ta vẫn không hiểu lý do tại sao nước ở Tracote hay nước ở Đức lại tốt cho cơ thể, có lợi cho sức khỏe đến như vậy. Ở Nhật cũng có nguồn nước kỳ diệu tương tự, nước kỳ diệu. Ở vùng Kyushu, tỉnh Oita, thành phố Hita, người ta nói ở đây có một nguồn nước giếng sâu có năng lực thần kỳ. Việc phát hiện ra năng lực thần kỳ đó cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi đã khoan 10 cái giếng sâu để lấy nước làm trại nuôi lươn. Những con lươn được nuôi bằng nước của một trong 10 cái giếng có điều rất đặc biệt. Chúng rất mau lớn. Nhân viên kháo với nhau rằng nước giếng có điều gì đó đặc biệt. Tôi đem gửi phân tích mẫu nước. Các nhà phân tích cho biết nước có thể uống được và chúng tôi bắt đầu uống thứ nước này. Và các bạn có biết không, bệnh tật của mọi người đã giảm hẳn, sức khỏe hồi phục nhanh. Tiếng lành đồn xa, nhiều người có bệnh đã đến thử uống lại nước này. Từ lúc sinh ra, bé AC đã bị dị ứng da rất nặng, mặt mũi nổi đầy mề đay. Lúc đó bé khoảng 3 tuổi. Tôi bắt đầu cho bé uống loại nước này, thì thấy bệnh của bé đã thuyên giảm rất nhiều. Hiện tại bé đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi khốn khổ vì bệnh tiểu đường. Chỉ số đường trong máu đo lúc đói cũng đã gần 300. Từ khi uống nước này, chỉ số đã giảm xuống còn 120 đến 130 mà thôi. Nhờ uống nước này mà mạng tôi đã được cứu. Thư cảm ơn của những người đã từng được uống loại nước này ở khắp mọi nơi gửi về tới tấp. Tôi bị ung thư phổi thời kỳ cuối và không thể phẫu thuật được nữa. Nhưng sau khi uống nước này một thời gian, bệnh ung thư của tôi đã biến mất. Các lá thư cảm ơn đều ghi lại các trường hợp bệnh nặng khó có thể chữa trị được, nhưng nhờ uống nước này đã khỏi bệnh, như bệnh biến đổi sắc tố, viêm gan siêu vi C, xơ vữa mạch máu. Cũng như ở khoa da liễu của một bệnh viện nọ, các bác sĩ cũng dùng nước này để chữa bệnh. Ở đây, người ta dùng nước lấy từ Hita đến, nào là uống, nào là rửa. Kết quả là tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể. Cũng có trường hợp nước có tác dụng với da. Tôi bị ung thư vú, đang ở giai đoạn cấp tính, nên tế bào ung thư di căn rất là nhanh. Nhưng sau khi uống nước này, được khoảng 4 năm thì tôi thấy khỏe hẳn. Kết quả đó cũng là nhờ vừa chữa trị bằng thuốc, vừa uống loại nước kỳ diệu này. Chúng tôi đã cảm nhận rõ nước lấy từ Hita có tác dụng trong việc trị liệu các bệnh như bệnh tiểu đường, dị ứng da, viêm gan siêu vi B. Nhiều bệnh nhân cũng thấy rõ tác dụng của nó. Ở bệnh viện này, kết quả hồi phục bệnh trạng của bệnh nhân là tốt, nhưng vẫn không hiểu tại sao nước này lại có tác dụng tốt đến như thế. Ba loại nước có tác dụng chữa bệnh, chúng có sức mạnh gì? Người ta đưa đi phân tích thành phần của ba loại nước, có thể ba loại có cùng chung đặc điểm nào đó. Chúng được phân tích bằng thiết bị tối tân nhất. Người ta cố gắng tìm hiểu trong từng loại nước có chứa các nguyên tố nào. Kết quả là nước của Tracote, Mexico có chứa nhiều loại chất khoáng. Nước của Nordenau, Đức chứa nhiều canxi. Nước của Hita, Nhật chứa nhiều khoáng và giàu canxi. Những đặc điểm này nói lên điều gì chăng? Thành phần khoáng thì nhiều, nhưng không phải là nước đặc biệt. Các thành phần này cũng không khác mấy so với nước khoáng đang được bán trên thị trường. Nên kết quả nghiên cứu lần này cũng không tìm ra được điều gì đặc biệt cả. Thế tại sao các loại nước này lại tạo nên được các kỳ tích? Tiếp tục nhờ phòng nghiên cứu IHM phân tích ba loại nước này. Trong nước có kết tinh này khi chịu tác động của sóng nó sẽ thay đổi. Khi phát xung động dạng chữ và âm thanh vào nước, hình dạng kết tinh cũng sẽ thay đổi theo. Dựa vào yếu tố này, người ta tiếp tục tìm hiểu ba loại nước, chia từng loại nước, lấy 1cc cho vào tủ đông âm 20 độ, quan sát kết tinh đó trong phòng âm 5 độ C bằng kính hiển vi. Nước của Mexico, hình dạng kết tinh không thể hiện. Nước của Đức, kết tinh hình tròn nhỏ. Nước của Nhật, kết tinh hình lục giác khá đẹp. Từ những kết tinh này, có thể biết điều gì? Kết tinh hình lục giác đẹp đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ được gì. Nếu nhìn từ góc độ ảnh hưởng của xung động, thì cũng chẳng có nhiều khác biệt. Kiểm tra từ nhiều góc độ mà vẫn không tìm ra được điều gì, người ta nghĩ đến một tác dụng ảo gọi là placebo. Placebo là hiện tượng cho người bệnh uống thuốc không chứa dược chất, nhưng thực tế lại có tác dụng nhờ tâm lý. Điều này khoa học đã chứng minh được. Vì thế,
người ta tiến hành thí nghiệm hiệu ứng placebo, tìm hiểu tính lưu động của máu với 6 người tham gia thí nghiệm. Nếu sự lưu chuyển kém, sẽ là nguyên nhân làm xơ cứng động mạch. Trạng thái trôi chảy nghĩa là tốt. Trước thí nghiệm, máu của cả 6 người đều có tình trạng chảy không đều. Cho 3 người uống nước của Hita, còn 3 người kia thì uống nước thủy cục, nhưng lại nói là nước có tác dụng tốt. 1 giờ sau, xem lại tính lưu chuyển của máu. Nhóm người uống nước của Hita thì máu lưu thông tốt hơn. Nhóm người uống nước thủy cục thì hầu như không có chuyển biến gì. Sau khi uống nước của Hita, sự lưu chuyển của máu trở nên trôi chảy hơn. Còn uống nước thủy cục, nhờ hiệu ứng placebo tuy có tốt hơn một chút, nhưng không có tác dụng giống như đã thấy ở nước Hita. Kết luận, rất khó để kết luận rằng nước này có thể tạo hiệu ứng placebo. Thế thì nước này tiềm ẩn bí mật gì? Từ quan điểm riêng của mình, tôi đã nghiên cứu tác dụng của thứ nước kỳ bí này. Tôi chú ý đến cơ chế hoạt động hình thành nước từ sự kết hợp giữa hydro và oxy, vốn là bản chất của nước. Tóm lại, đó là hoạt động của hydro và oxy. Hoạt động này có ảnh hưởng thế nào đến cơ thể con người? Oxy hoạt tính là chìa khóa mở màn bí mật của thứ nước này. Thế oxy hoạt tính là gì? Một quả táo tươi ngon, nếu cắt ra để một thời gian thì sẽ ngả sang màu vàng. Đó là do oxy đã bám vào bề mặt táo, hiện tượng oxy hóa giống như sắt bị gỉ sét. Hiện tượng này cũng xảy ra bên trong cơ thể con người. Oxy vào cơ thể qua đường hô hấp được lưu thông theo máu đến mọi tế bào trong cơ quan của con người. Oxy đốt đường và chất béo trong cơ thể để tạo ra năng lượng. Đây là nguồn năng lượng cần cho sự sống. Tuy nhiên lúc này, 2% oxy bị đốt cháy sẽ trở thành oxy hoạt tính tích tụ trong cơ thể, mà oxy hoạt tính này lại có khả năng tấn công nhờ tác dụng oxy hóa rất mạnh của nó. Vấn đề chính là các oxy hoạt tính này. Mặt tích cực của oxy hoạt tính là nó có thể tấn công và trừ khử các vi sinh vật lạ xâm nhập cơ thể chúng ta, trong cơ thể con người. Một số oxy hoạt tính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Thế nhưng, số oxy hoạt tính còn lại thì lại đi tấn công các tế bào trong cơ thể. Chúng sẽ oxy hóa và làm các tế bào bình thường bị thương. Tế bào bị oxy hóa là tế bào bị gỉ sét, và tác hại của việc này là thúc đẩy quá trình lão hóa. Oxy hoạt tính mà tích tụ quá nhiều thì tác hại oxy hóa sẽ càng lan rộng. Môi trường sống hiện đại của chúng ta có đầy rẫy các yếu tố làm tăng oxy hoạt tính trong cơ thể. Hút thuốc lá gây hại cho phổi, X quang tia tử ngoại làm hại da, uống rượu phụ gia thực phẩm ảnh hưởng đến gan, stress hại cho dạ dày. Môi trường xấu làm cho cơ thể phải cần thêm năng lượng, vì thế oxy hoạt tính được tạo ra quá nhiều trong cơ thể. Oxy hoạt tính chính là căn nguyên của nhiều thứ bệnh như tiểu đường, tắc mạch máu não, xơ cứng động mạch, tắc mạch máu tim và với hơn 200 căn bệnh khác. Sức oxy hóa mạnh đó làm tổn hại đến gen DNA và nguyên nhân gây bệnh ung thư. Trở lại với nước, thứ nước kỳ diệu này liệu có tác động gì đến oxy hoạt tính hay không? Người ta đã làm thí nghiệm về điều này. Người ta chuẩn bị các loại nước, nước thủy cục, nước khoáng, nước của Đức, nước của Mexico, nước Hita của Nhật, cho vào ống nghiệm, bỏ kẹp giấy bằng sắt vào ngâm cho ống nghiệm và quan sát vài ngày. 2 ngày sau, tình trạng gỉ sét trong các loại nước là khác nhau. Ở ống nghiệm nước thủy cục và nước khoáng có tình trạng gỉ sét, nhưng ở 3 ống nước kỳ diệu thì lại hầu như không có gỉ sét. Từ điều này, người ta đặt giả thuyết là liệu nước này có tác dụng khử oxy hoạt tính hay không? Nước kỳ diệu là thứ nước có thể khử được oxy hoạt tính. Nó có tác dụng khử đi oxy hoạt tính dư thừa. Người ta nghĩ là nước kỳ diệu đó có chứa hydro ở trạng thái đặc biệt. Thế cơ chế khử oxy hoạt tính như thế nào? Thông thường, hai nguyên tử hydro có liên kết rất chắc chắn nên rất hiếm khi tách ra. Tuy nhiên, cũng có lúc hydro tồn tại ở trạng thái nguyên tử nên không ổn định. Lúc nào cũng có thể gắn kết với một nguyên tử khác. Oxy hoạt tính nguyên gốc là oxy ổn định, nhưng nó lại trở nên cần bạn liên kết, nên bắt đầu đi tìm bạn và sẽ gắn kết lập tức khi gặp bất cứ nguyên tử nào. Cứ như thế, oxy hoạt tính trở thành bạo lực, sẽ tạo ra các cặp mới
khi gắn kết bất kỳ với các tế bào bình thường. Lúc đó, những nguyên tử bị phá vỡ liên kết sẽ trở thành bạo động và nhanh chóng gắn kết với nguyên tử khác. Kết quả là làm thay đổi các liên kết gốc. Chính điều này làm tế bào sẽ chết đi và dẫn đến cơ thể bệnh tật. Tuy nhiên, nếu ở đây có tồn tại hydro hoạt tính, thì trước khi oxy hoạt tính có hoạt động phá hoại, nó đã liên kết với hydro hoạt tính và tạo thành nước. Oxy hoạt tính liên kết với hydro sẽ tạo ra nước và trở thành vô hại. Tôi cho rằng sự kỳ diệu của các loại nước này là ở chỗ chúng có chứa nhiều hydro hoạt tính. Về tính chất của hydro hoạt tính thì người ta có nhiều điều chưa được biết đến. Giáo sư Shirahata đã nghiên cứu hàm lượng hydro hoạt tính của ba loại nước này. Kết quả là cả ba loại nước này có hàm lượng hydro hoạt tính cao hơn rất nhiều so với nước thủy cục và nước khoáng, từ vài chục lần đến vài trăm lần. Nước đã trở thành chủ đề quan trọng, thu hút nhiều công trình nghiên cứu tại Nhật Bản. Trong đó, nước kangen điện phân, một loại nước nhân tạo do quá trình điện phân tạo ra, cũng được giới khoa học quan tâm nghiên cứu. Nước kangen điện phân là loại nước nhân tạo có một số công dụng nhất định mà đã được chứng minh bằng khoa học. Những năm gần đây, Nhật đã lập ra Hội Khoa học nước, nhiệm vụ chuyên nghiên cứu về công năng cũng như ứng dụng của nước. Nhờ đó, có rất nhiều công trình nghiên cứu về nước đã được tiến hành. Và Nhật Bản là một trong những nước đi đầu trên thế giới về việc nghiên cứu nước và các công năng của nước. Tại sao các công trình nghiên cứu về nước kangen lại trở nên phổ biến? Đó là vì bản thân nước tự nhiên cũng có nhiều vấn đề đáng quan tâm. Tùy thuộc vào điều kiện môi trường mà nước tự nhiên rất dễ bị thay đổi thành phần. Ngoài ra, nước tự nhiên còn chứa nhiều thành phần phức tạp, gây nhiều khó khăn cho việc nghiên cứu. Nhất là các nghiên cứu về thành phần của nước có tác dụng hay ảnh hưởng gì đến con người. Các kết quả thí nghiệm về nước tự nhiên cũng rất khó ổn định. Từ đó, người ta đã phát minh ra loại nước kangen điện phân và nước này cũng đã được nhiều công trình tiến hành nghiên cứu. Thế thì nước kangen điện phân có những đặc điểm gì? Giáo sư Shirahata tiến hành thí nghiệm nước kangen và nước Tlacote của Mexico với cùng điều kiện thí nghiệm. Cụ thể, thí nghiệm được tiến hành như bỏ kẹp giấy bằng sắt vào ống nghiệm có nước kangen và quan sát hiện tượng ghi xét sau một thời gian nhất định. Hai ngày sau, quả là nước kangen cũng không tạo ra ghi xét. Tôi cho là giữa nước kangen điện phân và hai loại nước tự nhiên khác là Tlacote Mexico và nước của Đức có chung một cơ chế nào đó. Nói tóm lại, nước tự nhiên Tlacote đã giữ lại các nguyên tử hydro đang tồn tại trên trái đất. Loại nước nhân tạo có chứa hydro hoạt tính, có tác dụng khử oxy hoạt tính chính là nước kangen điện phân. Các thí nghiệm của giáo sư Shirahata đã đưa ra được kết luận như thế. Giáo sư đã giải thích về cơ chế hoạt động của nước kangen như sau. Nước là một chất có tính ổn định cao, nhưng khi cho dòng điện chạy qua thì nó bị phân giải ngay thành hai loại nước, nước axit và nước kangen có tính kiềm. Ở điện cực dương sẽ tạo ra oxy, điện cực âm sẽ tạo ra hydro. Trong quá trình tạo phân tử hydro thì cũng xuất hiện các hydro hoạt tính ở dạng nguyên tử. Và cũng trong quá trình này, các hạt kim loại siêu nhỏ có kích thước nano cũng được tạo ra. Các hạt kim loại siêu nhỏ này giúp cho các hydro hoạt tính bám vào. Trong nước kangen, các hạt kim loại siêu nhỏ có kích thước 1/1000000 mm này sẽ không bị chìm mà có thể lơ lửng trong nước, và các hạt kim loại siêu nhỏ này giúp các nguyên tử hydro hoạt tính bám vào và cũng giúp tàng trữ hydro hoạt tính trong nước. Nhờ đó, nước kangen này có tác dụng khử được oxy hoạt tính. Nguyên tử hydro chỉ bám vào hạt kim loại chứ không tạo ra liên kết phân tử, cho nên khi nó đến gần nguyên tử oxy hoạt tính, nó sẽ nhanh chóng liên kết với oxy và tạo ra nước an toàn. Giáo sư Shirahata đã có thí nghiệm cho thấy tác dụng của việc khử oxy hoạt tính thường được tạo ra trong cơ thể của chúng ta. Trước hết, cho chất DCFHDA vào. Chất này có tác dụng gây phản ứng làm oxy hoạt tính trở thành màu trắng. Phần màu trắng thấy được chính là oxy hoạt tính. Lấy hai loại nước, nước kangen và nước thủy cục, cho vào tế bào rồi quan sát sự thay đổi của chúng. Ta hãy xem kết quả khi cho nước thủy cục vào trước. Số lượng oxy hoạt tính gần như không thay đổi.
Thế nhưng, khi cho nước Kangen vào, thì kết quả là phần màu trắng là oxy hoạt tính đã giảm đi khá nhiều, bởi vì hydro hoạt tính có trong nước Kangen đã khử chúng. Tiếp theo, ta hãy xem giáo sư Shirahata thí nghiệm chứng minh sự tồn tại của hydro hoạt tính trong nước Kangen. Giáo sư giải thích quá trình thí nghiệm như sau. Điểm thứ nhất, chứng minh sự tồn tại của các hạt kim loại siêu nhỏ trong nước Kangen. Điểm thứ hai, hydro hoạt tính có bám vào các hạt kim loại siêu nhỏ này. Trước tiên, hãy cùng xem thí nghiệm 1. Chứng minh sự tồn tại của các hạt kim loại siêu nhỏ có kích thước 1/1000000 mm trong nước Kangen. Quan sát qua kính hiển vi điện tử, các hạt kim loại có màu đen dễ nhìn thấy. Như thế có thể kết luận có tồn tại các hạt kim loại siêu nhỏ. Thí nghiệm 2. Kiểm tra xem hydro hoạt tính có bám vào các hạt kim loại siêu nhỏ không. Dung dịch màu tím DPPH này, khi cho hydro ở dạng phân tử vào thì không có gì thay đổi, bởi vì hydro dạng phân tử thì rất ổn định. Thế nhưng, khi cho hydro dạng nguyên tử hay còn gọi là hydro hoạt tính vào thì màu tím sẽ biến mất. Tiếp theo, cho dung dịch đậm đặc có chứa các hạt kim loại siêu nhỏ vào dung dịch này để kiểm tra xem có hydro hoạt tính hay không. Sau 10 giây, màu tím của dung dịch đã biến mất. Nước Kangen được sử dụng tại cơ sở y tế bệnh viện Kiowa ở Kobe. Bệnh viện này đã đi đầu trong việc sử dụng nước Kangen từ hơn 10 năm trước, cũng nhờ các bệnh nhân đánh giá tốt. Với tư cách là bác sĩ, chúng tôi đã quyết định tìm hiểu các nhận định cho là nước Kangen thật sự có tác dụng chữa nhiều loại bệnh. Hỏi các bệnh nhân đang điều trị bệnh dị ứng da về kết quả điều trị bằng loại nước này. Tôi đã ngưng uống thuốc khoảng 2 tháng và chỉ uống nước Kangen. Nếu như bình thường, da của tôi sẽ tiếp tục bị dị ứng. Nhưng nước thật sự đã có tác dụng, bệnh của tôi đã khá hơn. Cách trị liệu chỉ là uống nước Kangen và ngồi phòng sauna cho da mồ hôi, làm tăng tuần hoàn máu. Có lúc tôi uống nhiều nước Kangen, trung bình là 10 lít một ngày. Có tác dụng ra sao? Xem hình của một năm trước và hình sau khi trị liệu bằng nước Kangen. Một năm không hề uống thuốc, kết quả trị liệu là tuyệt vời. Chỉ cần chuyển qua uống nước Kangen thì bệnh đã tự nhiên khá hơn, không cần uống thuốc. Tại sao loại nước này có tác dụng như thế thì chưa thể giải thích hết dưới góc độ y học. Như vậy, cả nước kỳ diệu và nước Kangen vẫn chưa được giải thích rõ về cơ chế chữa bệnh theo y học. Điều này cần phải được nghiên cứu thêm. Tôi cho là nước Kangen cũng giống các loại nước kỳ diệu, ở chỗ nhờ tác dụng của hydro hoạt tính, nước chính là sinh mệnh. Đó là ý kiến của giáo sư Shirahata. Tôi tin là với những công trình nghiên cứu như thế này, người ta có thể nói rằng con người ngày càng mở rộng hiểu biết về khả năng kỳ diệu của nước. Đối với con người, nước là chất rất quan trọng, không thể thiếu. Hướng tới tương lai, người ta có quyền kỳ vọng vào những khám phá mới về nước. Chúng ta đang hướng đến một tương lai mới, một tương lai có sự tiến hóa của nước.